bạn món ngon từ lớn chiếc xu mới bông vị phở bún miến. Biết rằng chúng ta hôm nay xa rời, chắc em sẽ chẳng vấn vương thêm anh để làm chi. Nói với lòng chúng ta vốn gì chẳng hợp ý, nên thôi cứ thế ta biệt ly. Dù rằng còn ký ức khi ta bên nhau chẳng thể cố xóa đi. Ai yêu anh bằng em, vậy mà anh nỡ buông tay trong khi em vẫn còn yêu anh. Sao anh quá nhẫn tâm, nói với em một lời trước khi xa rời, để em thôi muộn phiền những đêm trái vời. Đớn đau mang một đời có ai thấu hiểu, chỉ mong khi gặp lại đã quên được người. Khi không còn ở bên thôi anh cứ để gió đưa hết những yêu thương kia tan theo thời gian. Thôi không còn thiết tha bao nhiêu những chuyện cũ, vì giờ quá khứ đâu còn ta. Dù rằng còn ký ức khi ta bên nhau chẳng thể cố xóa đi. Ai yêu anh bằng em, vậy mà anh nỡ buông tay trong khi em vẫn còn yêu anh. Sao anh quá nhẫn tâm, nói với anh lời xin lỗi em sai rồi. Chẳng sao đâu, một mình cũng sẽ quen thôi. Bước quay đi lặng lẽ góc tan giữa trời, giá như biết ngày đầu đã không gặp nhau. Nói với em một lời trước khi xa rời, để em thôi muộn phiền những đêm trời vời. Một đời có ai thấu hiểu, chỉ mong khi gặp lại đã quên được người. Nói với anh lời xin lỗi em sai rồi, chẳng sao đâu một mình cũng sẽ quên thôi. Bước quay đi lặng lẽ góc tan với trời, giá như biết ngày đầu đã cố đừng có nhau. Biển của hy vọng, sản xuất và phát hành bởi Viettel Media.